Hùng đang chở thằng Mai gì đến chỗ xưởng chế xe máy để mà xem xe như nào rồi, tại vì hiện tại Aji cũng đang đặt một con xe cũng gần gần giống như Hùng ấy, tại vì như bọn Hùng thì muốn mua xe máy nhưng mà ở ngoài sản xuất thì nó sẽ không có, mà mình phải đi tìm đến những cái cơ sở mà người ta chuyên chế xe nhỏ này để làm này, thì là người ta cũng chế mấy xe rồi như là xe của Hùng ấy. Đấy, thì mọi người nhìn thấy ở đây có xe scooter này, xe máy chế ở đây, một cái xưởng tuy rằng nó nằm trong ngõ nhưng mà rất là đông khách đến chế luôn. Đây xe Hùng này, xe gì thì gì thì thấp hơn Hùng rất là nhiều, cho nên là chắc một phút, nhưng mà không ngồi vừa xe của Hùng, ngồi vừa thì ngồi lên thì không chống được luôn. Ai gì thì ngồi cho mọi người xem phát. Đấy, ai gì ngồi trên xe Hùng thì sẽ không tới nha. Dì cao 1m bao nhiêu nhỉ? Đấy, mọi người, gì mà ngồi lên hết ấy thì là vẫn bị hụt chân này đấy, không thể tới được, cho nên là phải đến để mà chế con xe nó thấp hơn một tí để cho ai gì đi làm. Trước giờ là ai gì đi nhờ bạn thôi. Đấy, bây giờ ai gì cũng rất là muốn chủ động tự lập đi làm hay là đi chơi, còn được chở gái nữa nhỉ. Đấy, cho nên là chiều hôm nay thì chở lên để xem xe xưởng người ta làm như nào rồi, và để thay đổi cái chiều cao cho phù hợp với Aji. Đấy, mọi người cùng xem xe của Aji nhá. Tuy nó chưa xong nhưng mà mình đã lên được hết cái khung rồi. Ok. Ở đây chuyên chế mấy cái xe kiểu như này thì có cái thùng bên cạnh ấy. Đấy. Cái xe này nó chế này. Xe này thì là nó còn có bấm nút, nó còn có cái chiều cao này này, em ngồi lên em bấm nút nó lên nó xuống, nó phải lên nó lên xuống cái này bấm bấm các cái nút đấy. Cẩn thận chó. Ê mọi người, đây là xe của Sùng A Dì nha, rất là thấp luôn. Xe của A Dì đang làm lên bộ khung rồi đấy, bây giờ thêm phanh các thứ là được, gì thử ngồi lên phát. Đấy nha, đây là chưa sơn chưa các thứ nha, đấy ngồi vừa khéo luôn, nhưng mà bỏ yên vào nữa thì hơi cao cho nên là sẽ anh chủ sẽ thả xuống một ít cho A Dì nữa. Và những cái xe này là xe máy nha, xe tẩy xăng nha, không phải là xăng pha nhớt nha. Bỏ hai tay lên xe nè, ngầu ấy nhở. Anh sẽ hạ cái chỗ để chân đây xuống nữa này, và hạ chiều cao của xe xuống một tí nữa để cho vừa ăn gì. Gì lên thấy xe như nào? Đẹp quá. Nhưng mà nó nhỏ hơn của anh một chút, nó nhẹ hơn á. Thì như thế mới vừa với em đi. Ngay vừa đúng không? Chống chân đi, chống chân đi. Chống chân là ổn hơn đúng không? Nếu có phải giữ, em tự chống được. Đấy, giờ đây anh hạ thì to lên một chút xíu thế nào. Chân như thế là vừa rồi đúng không? Chân như thế là vừa rồi. Hả? Hả? Sang quá. Cái này sang. Thế sang sao? Tắt gì em? Tao cứ vào tầm cái gì thì bốc ý. Đó là tắt anh thì phải bấm anh mấy điện đó. Cái gì là sơn, là sơn xe màu đen xì hết luôn á. Thấp. Baby.
chào mọi người nhé. Hôm nay thì là như ở video khi nãy các bạn xem thì là có Hùng có đưa dì lên cái xưởng để chế xe ấy. Thì là dì đã biết xe máy, đi xe máy chưa? Xe máy thì em chưa biết, nhưng mà xe đạp thì em biết rồi. Em mới đi xe đạp rồi đúng không? Bây giờ mua xe máy thì là để về tập vài hôm rồi cái đấy mới đi được. Vâng, chắc phải mất một thời gian để tập làm quen mới. Thì đi lên thấy xe máy của em đang làm như thế thì em thấy như này, cảm giác như này. Vui hộp quá, muốn lái về ngay. Muốn lái về ngay thôi. Em đặt máy thạc bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Gần 2 tháng rồi. Anh gì đặt cũng gần 2 tháng rồi, nhưng mà đối với những cái xe máy nhỏ nhỏ như của Hùng với lại của dì ấy thì là đồ nó sẽ không có sẵn, mà nó tự chế từ cái này sang cái khác ấy. Cho nên là cái các cái phụ tùng nó không có sẵn mà chế, cho nên là khá là lâu. Thế lại cái quán đấy nó cũng đông khách ấy. Và trước đây thì dì học đến lớp mấy hay là học đến cái gì rồi nhỉ? Có thể chia sẻ mọi người xem không? Em có học đến đại học ạ. Em học đại học. Đại học Tây Bắc ở Sơn La. Đấy, ai gì học đại học công nghệ thông tin Tây Bắc nha. Đấy, đây là siêu Hùng mới chỉ học trung cấp cao đẳng rồi quen thôi. Ai gì đã tốt nghiệp đại học và ai gì là thành viên gọi là nhỏ nhất trong nhóm Tion luôn. Nhỏ nhất chưa nhỉ? Nhỏ nhất. Chắc là em đi đến đâu thì mình cũng là người nhỏ nhất. Đấy. Kể cả nhóm kia hơn. Từ khi có gì tham gia gia nhập ra Hà Nội đây thì là Hùng là trở thành người to rồi, không phải bé nữa. Còn trước khi gì chưa ra thì Hùng là người bé nhất. Bây giờ dành cái ngôi bé nhất đấy cho ai gì. Ai gì ra Hà Nội được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Em ra khoảng hơn 1 năm rồi. Một năm. Trước đây khi mà học xong đại học thì là dì đã làm những cái công việc gì ở đâu ạ? Sau khi học xong đại học thì em có làm một công việc ở Mộc Châu. Một công việc ở là Mộc Châu, Sơn La. Công việc đấy của em là quản lý bán hàng ạ. Quản lý bán hàng. Kiểu giống kiểu trung nhân. Trung nhân. Nhưng mà tại sao lại nghỉ trên đấy? Cũng có một số lý do. Với lại em muốn kiếm một công việc của nó có thể ổn định hơn, với lại ở quê những bạn khuyết tật nhiều hơn để mình giao lưu và hỏi nhiều. Thế là gì xuống đây từ tháng mấy nhỉ? Từ tháng 3, tháng 4 năm ngoái hay tháng 4 đúng nhỉ? Gì là xuống Hà Nội chỗ trung tâm Hùng dạy xuống học từ tháng 4 năm ngoái, và học xong 6 tháng thì bây giờ đã đi làm về công việc chỉnh sửa ảnh rồi. Yeah. Bây giờ hiện tại em đang làm cho công ty nào? Bây giờ em đang làm công ty Imister của chị Vân ạ. Với cái thu nhập thì là nó có tốt hơn so với trước đây em làm không? Cũng tốt hơn, cũng khá, cũng đủ sống ở Hà Nội này. Đủ sống ở Hà Nội. Thì hàng tháng thì có gửi tiền về phụ giúp bố mẹ gia đình. Bây giờ thì em mới đang làm nhưng cũng chưa, nhưng mà có thể để sau này em cũng sẽ giúp đỡ gia đình. Đấy, bây giờ chưa có gửi về gia đình nhiều nhưng mà vẫn có một số tiền để mà đặt để mà mua xe rồi đấy mọi người ạ. Và khi mà em xuống Hà Nội này thì em đi ra ngoài đường hay em đi làm thì em có hay bị mọi người hiểu nhầm là trẻ em, trẻ con? Cũng có. Đi làm thì công ty em thì toàn người khuyết tật nên bị, nhưng mà đi ngoài đường rồi các bác bảo vệ bảo sao lại có trẻ con lên. Cháu đi lên công ty mình đuổi cho lần nào chưa? Chưa. Đấy, ai gì nhìn còn nhỏ hơn và còn khuôn mặt cũng như là cái nói chuyện còn rụt rè, còn trẻ con hơn mình rất là nhiều. Cho nên là đi ra ngoài thì hầu như gặp ai lạ cũng đều tưởng trẻ con, không ai nghĩ người lớn này. Mặt anh có nếp nhăn mà em cháu có cái nếp nhăn nào mấy này. Thì khi mà gì lên đây thì học, trong quá trình học hay là đi làm thì có gặp khó khăn gì không? Cũng có. Ví dụ như đi lại thì từ em chọn đến công ty là khoảng 2 km. Nhưng bây giờ em chưa có xe thì em có thể em đang đi nhờ bạn. Sắp tới mình lấy xe về rồi mình đi vu lại chở bạn gái thêm nữa. Và anh nhớ cách đây mấy tháng ấy có một cái anh bạn của anh ở
Yên Bái ấy, có gọi điện cho anh bảo là bảo ai thì về 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 quê ấy, về Yên Bái làm việc cũng về công nghệ thông tin về IT ấy. Anh thấy bảo là hỏi lương cứng, lương thì là cũng bảo lương cứng 7 triệu rồi. Anh thấy cái lương cứng 7 triệu mà ở quê ấy, thì nó cũng cao ấy. Nhưng mà tại sao em không lựa chọn em về em làm mà em vẫn ở Hà Nội? Em muốn làm đây một thời gian á. Tại vì một công việc chỉnh sửa ảnh cũng là công việc em yêu thích. Ngoài cái công việc yêu thích hơn thì có gì nữa? Môi trường xung quanh là như nào? Ở đây thì có nhiều người bạn khuyết tật như mình. Vui vẻ quá đông. Và anh biết chắc chắn là có một điều nữa là ở đây có một nửa ở đây. Và hiện tại thì là ngoài cái thời gian làm ở công ty thì là dì vẫn tranh thủ để mà làm thêm ngoài giờ ở nhà một ít nữa để kiếm thêm thu nhập để sắp tới xách con xe đi về cho nó. Cái khi em học đại học ấy thì có gặp khó khăn gì không hay là có bị bạn bè trêu chọc nhiều không? Cũng có bạn bè thì em cũng trêu ạ, mình là luôn và đồng với mọi người. Ví dụ về khó khăn là ví dụ như hệ thống điện nước ấy, ở trong ký túc xá là người ta thiết kế cho người là cao ạ, người cao cho sinh viên là người ta thì cao đấy, nên mình không có tới những cái đấy thì mình phải kiếm một cái ghế để các em để bật tắt hệ thống điện nước hoặc là dùng một cái que để thay quần áo. Nhưng mà xuống đây anh thấy xem ai gì là có tham gia chương trình Điều Ước Thứ Bảy rồi. Đợt đấy anh cũng xem ai gì bảo cũng rất là tò mò, thắc mắc bảo ấy mình nó bé rồi có đứa này nhìn nó mặt nó như trẻ con còn bé hơn cả mình nữa, cũng theo dõi cũng rất là lâu rồi. Và sau này gì lại biết đến Nghị Lực Sống này, biết mình qua Facebook nữa, thế là xuống dưới này học nghề và bây giờ lại anh em lại gần nhau. Và anh xem một mấy cái clip đấy cũng thấy bạn bè hay bồng em phết nhỉ. hay được bạn bè bồng. Trong lớp thì em luôn là tâm điểm kiểu trêu chọc nhưng mình để lấy làm nghề kiểu trò chuyện với mọi người thôi. Nhưng mà anh thấy nha, những người mà bé bé kiểu là dễ nhận dạng như anh em mình ấy, đi học mà có một cái rất là bất lợi, em biết là điều gì không? Cái gì ạ? Không bỏ học được. tại vì mình bỏ học á, thì cô giáo sẽ phép phát hiện ngay. Đúng rồi, trốn học là bị phát hiện ngay. Lúc nào cũng ngồi đầu bàn. Cái thứ nhất là ngồi đầu bàn, không có nói chuyện, không quay góc được nhiều, đấy là một cái. Cái thứ hai đó là con cấp học, đợt cấp 3 thì là nó cứ học 5 tiết chẳng hạn. Mấy đứa kia nó học đến tiết 3, tiết 4 nó cấp học, nó ra ngoài, nó trốn ra ngoài thì cô giáo nhiều khi không để ý được. Còn mình mà mỗi lần mà đến trường một cái là cả trường đã biết rồi, hôm nay thằng này nó đi học rồi mà học tiết 3 nó vẫn thấy đấy mà tiết 4 mà không thấy là phát hiện ngay. Đấy, không thua thiệt nhỏ. Mọi người không phải khi nào ngồi bần đầu hay là khi nào cũng được mọi người chú ý là sớm đó mọi người ạ. Đấy, hở làm cái gì cũng phải bị phát hiện ngay. Tại mình khác biệt quá. Khi mà ai gì thì là rời xa gia đình ấy, thì là học đại học mới rời xa gia đình hay là xa gia đình từ khi nào? Em xa từ em học cấp 2 ạ. Cấp 2? Em học cấp 2 thì em học ở trên xã. Học ở trên xã, xã cách nhà bao nhiêu? Khoảng 5-6 km ạ. Nhưng mà cái đường đi lại của ở trên bản ấy, nó đất đá rồi vòng vèo. Thế hai đứa em đi học? Bố cống đi cuối tuần thì bố cống đi cống lại về, còn ở trên đấy thì em trọ ở trên ký túc bán trú luôn rồi. Cống 5-6 cây nhỉ? Tại vì đất đi đường như thế không đi được xe thì cứ lại về đấy. Thế còn cuối tuần là khi đấy thì là có lâu lâu như vậy nào, tuần nào cũng vậy hay là như nào? Khoảng 2-3 tuần về mình. Khi nào về lại bố lại lên lại đưa về nhỉ? Hoặc là hết gạo thì bố mang gạo đi lên. Đấy, tên đấy là mọi người tự nấu ăn hay là có ai nấu đâu? Tự nấu ăn thôi. Vâng.
tự lập từ rất là nhỏ đã tự lập rồi mọi người ạ. Bây giờ lên đây thì cũng tuy gặp người lạ vẫn hơi rụt rè nhưng mà rất là tự tin nhiều so với năm ngoái này, tức là và luôn là được gọi là em út, được nhiều người trong nhóm theo là yêu quý nhất, đi đâu cũng gọi đi mà là hay kiểu thôi các anh chị chơi đi, anh chị ăn đi, em không ăn đâu, người anh chị yêu quý. Nhưng mà cuối cùng là bị lôi cổ ra hết, bảo là mày không để tao bắt cóc. Ok, thế bây giờ Hùng sẽ dừng video tại đây nha. Và mọi người yêu mến Hùng cũng như là nhóm của Hùng và những cái video của Hùng thì là hãy cho Hùng một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha, kèm những cái lời bình luận thật là tích cực và những cái lời bình luận động viên, chúc mừng cho A gì công việc sắp tới là tiến triển hơn nữa, kiếm được thật là nhiều xiên để giúp cho bố mẹ nữa nhé. Vâng, em sẽ cố gắng. Ok, cảm ơn cả nhà.